Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh của mình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu với các bạn một video về nuôi gà đông tảo. Thì ở video này thì muốn giải đáp được cho một số người rõ hơn, hiểu rõ hơn về việc nuôi loại giống gà đông tảo này. Thì nhiều người cho rằng thì cái giống gà này rất là khó nuôi và không phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu ở miền núi. Thì đây câu trả lời của chúng ta biết đây là loại giống gà này phù hợp và nuôi được ở trên địa bàn miền núi. Thì đây thì cũng nhiều người cũng nói là nuôi thì nó hay bị chết, được là do cách chăm sóc cả các bạn ạ. Ở đây thì đây, thức ăn của gà thì cũng chỉ là bột ngô và cái cám viên chân thẳng. Gà vẫn rất là khỏe mạnh và phát triển tốt. Đây con trống có trọng lượng khoảng 4 kg, đôi chân rất là to. Đây nhìn chân rất là to. Thì đây chỉ là đang nuôi ít thôi, số ít thôi các bạn ạ. Cũng đang nuôi thử nghiệm, cũng chưa đặt vấn đề quy mô lớn. Đây gà cũng đang đẻ trứng bình thường, đây có quả trứng đây. Thì việc ấp thành công hay không thì cũng chưa thành công, nên chưa được thử ấp lần nào, nên là cũng chưa biết được là liệu có ấp được hay không. Thì chờ thời gian sau, nếu ấp được thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn rõ hơn. Đây thức ăn cũng chỉ là ngô, bột ngô và pha chút cám chân thẳng lẫn với bột ngô. Đây bạn xem gà chân rất là to, khỏe mạnh. Con mái cũng có trọng lượng gần 4 kg. Được đôi chân rất là to. Đấy. Thì rất nhiều người cũng đang muốn tìm hiểu mô hình kinh tế để nuôi loại giống gà này. Thì hiện nay thì cũng chưa có nhiều người nuôi với quy mô lớn, nhưng có một số ít gia đình thì cũng bắt đầu đang nuôi thử nghiệm. Thì các bạn thấy là giống gà vẫn khỏe mạnh, là phát triển tốt như vậy thì dần dần sẽ mở quy mô lớn hơn, quy mô trang trại sẽ lớn hơn. Thì giống gà này thì chủ yếu là người dân nuôi để bán vào dịp cuối năm, phụ Tết âm lịch. Thực tế thì mới đầu thì cũng mới nuôi thì cũng hay bị gà bị chết. Tuy nhiên thì qua quá trình nuôi lâu dài thì cũng đã rút được
một chút kinh nghiệm về chăm sóc gà. Loại gà này thì cũng cho hiệu quả kinh tế khá là cao. Đây, chân cũng rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Thức ăn cũng chỉ là ngô bột và cá mặt to chân thẳng. Rất nhiều người là băn khoăn là không biết là thức ăn của gà thì là loại gì. Thì đây hôm nay các bạn nhìn thấy qua video này thì các bạn biết được là cũng gà giống gà này cũng ăn những cái thức ăn giống loại gà khác, không khác gì nhau cả. Ở đây thì đang nuôi thử nghiệm ít thôi, nuôi 8 con các bạn ạ. Thì giống gà này mình vẫn có thể thả, nuôi thả được các bạn ạ. Giống gà ta của mình thôi. Qua video này các bạn cứ tham khảo đi. Thì tôi thấy gà này thì trong tương lai thì sẽ rất nhiều người ưa chuộng. Giống gà này chủ yếu phổ biến ở miền xuôi, thì hiện nay ở trên miền núi cũng bắt đầu có nhiều người nuôi rồi. Đây các bạn xem chân rất to đây. Chân rất to, thịt đỏ au. Video của tôi xin được kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.